Xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay thì mình có con vịt ở kia. Để tí nữa là để chế biến cái món là vịt luộc. Vịt luộc. Để luộc. Mời anh Phúc. Chuy. Triển khai rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào nhá. Hello. Bắt đi. Ôi. Ai da. Ôi ôi. Ai ôi. Con nó chạy rồi. Con vịt to. Mua con này chú vù. Ôi chà chà. Chạy nhanh thật. Được rồi đấy anh ơi. Con này chạy nhanh thật. Con này tầm 3 cân. Mua nhá. Mua thôi. Mua luôn. Nhá. Ở đây bắt đăng tiết đây. Ở tiết các làm nhá tiết à? Đây 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 anh. Từ từ để anh lành hãm tiết ra anh Phúc ạ. Hả? Để anh lành hãm tiết á. Ờ thế à. Muối thì mình phải lọc qua đi. Phải lọc qua muối hả anh? Lọc qua muối. Phải nhiều nước. Nhiều này. Đúng rồi, trong mình mới lấy cái thìa mình mới gạn đi. Đúng rồi, mình mới lấy tiết canh. Chỗ này tỷ lệ 1-1. 1-1. Ok chưa anh? Được chưa? Chắc chắn. Con này cắt tiết củ hả anh? Con này à? Cắt tiết củ đấy. Phải cắt củ, phải cắt cái chỗ cơm má này chứ. Con này mình cắt củ thì mình không dùng được đâu. Bởi vì cái chỗ này cái chế cái niệu của nó, cái thực phẩm ở cái diều của nó không, nó bay lên gió. Nó bay lên gió. Giạc phân đấy. Ờ giạc phân đấy. Đấy đúng rồi đúng rồi. Đấy đấy thấy. Nhưng mà em phải vặt chỗ này một tí nữa. Đấy. Con này vịt non này. Đấy còn chưa cả. Ôi trời à, công nhận là chú nuôi vịt tốt nhỉ. Thỉnh thoảng nuôi một hai con để ăn. Ờ nhưng mà bây giờ còn một đàn bé à đấy. Ờ nhưng đàn mà đấy nuôi này... nuôi trước con này đấy. Con này được 4 con này là. Ờ con này được 4 cân rồi. Con kia mà được chả biết em nêu nuôi cái kiểu gì ấy. Anh Phúc anh... biết là anh Lanh nuôi kiểu gì không? Ờ anh Phúc anh lúc nãy anh Phúc anh ấy dồn còn trượt. Dồn trượt. Ồ đây, ồ máy vẫn trượt. Nói bây giờ đuôi nhanh này bồ trước tiên phải bồ trượt đó. Công nhận mà công nhận vịt to mà ồ em nuôi quá chuẩn nhỉ. Dừng làm ra của nhà làm nên. Hôm nay em phải chiến thôi. Anh em mình phải chiến thôi. Anh em mình phải tấn công mạnh. Tấn công mạnh vào. Đây con này quá ngon. Cho nó bùng xích vậy. Trong khi anh em mình đợi nước sôi thì anh em mình sẽ vặt lồng sống. Ừ, đấy đúng rồi. Vặt qua đi. Vặt qua đây, vặt qua đây. Nhưng mà mình làm kiểu này nó dễ làm luôn. Quả như con vịt này ngon quá. Ôi chế đổi ấy. Ồ dồn. Ôi chà. Anh bù mới nhạt. Bắt được nó nhanh hơn cả người cơ. Ai chà phải lừa. Mới phải vô được nó nhá. Không lừa thì không vô được nó đâu. Phải lừa vô trượt trước. Đấy để cho đánh lạc hướng. Đấy là đánh lạc hướng. Đánh lạc hướng nó nhân đấy là bài của anh Phúc cả rồi đấy. Đang nhân mà mình vù có lâu mà được nhá. Đấy nó chạy vào ruộng á. Vô trượt trước đấy. Ờ đấy ruộng của em thì lúa đang trố phải không? Mẹ. Bỏ mẹ. Bao giờ anh Phúc cho em với anh Lanh lên trên lán ở vài hôm nhá. Ôi ôi ôi. Trốn cô Tô Ninh. Đây đúng rồi ok. Lên để học mấy cái bài đánh bẫy của anh. Ủa? Cái chỗ đấy á, riêng anh nhé. Vô tư đi. Cứ vô tư và cười đấy. Cả 3-4 anh em mình cũng được mà. Vâng. Ừ. À, được rồi đấy nhỉ. Được rồi. Bây giờ cho vào nhúng nước này anh nhỉ. Ôi trời, chịn quá nhỉ. Nó khắc quẹt. Ồ, chịn quá nhỉ. Ôi, con vịt này to. 4 tấn. Con vịt này là 4 tấn á. Không phải nhỏ đâu. Đúng. Bằng khép hết cơ. Bập bụp cơ này phải không? Đây. Anh Phúc đảm nhiệm công việc vẹt lông các bạn ạ. Đây, cái nghề này anh thi thoảng. Thi thoảng này. Bởi vì ở trên núi mãi mà. Vâng. Ở trên bản. Có biết cái việc gì cái này đâu. Cái việc này có ít chi thì thoảng. Ngồi thế này thì quá chuẩn của mèo luôn.
tuyệt cú mèo luôn. Này con vịt này 4 tấn. 4 tấn các bạn ạ. 4 tấn. Đấy. Này phải kê lên thế này. Ôi. Đáng nhé có cái cặp nhỉ. Ồ. Đáng nhé có cặp. Ôi chà, đúng bài nó chưa? Đúng rồi. Ngon rồi anh ạ. Ngon. Đấy, vịt mát rồi. Đấy đúng rồi. Đun thịt cho nó nhanh chín. Anh Phung đảm nhiệm công việc vẹt lông. Còn anh Lanh thì phải đi cưa gỗ này. Cưa kéo xỉ đây. Củi tốt thì lô chín. Thịt không ngon. Anh Phung nhỉ? Quá đầm nhà. Khó cắt. Anh em có cái rìu trong chơi kìa. Hả? Em có rìu đấy. Có rìu à? Vâng. Ừ. Đi bổ như thế. Nhưng mà cái rìu đấy chuôi nó hơi đầy. Để cũng được. Vào thì nó được. Thôi. Bây giờ em sẽ vẹt lông cùng với anh cho nó nhanh nhá. Đây là làm hộ anh đấy. Ok. Ồ ok. Người ta chặt đến nơi nhưng mà anh em mình còn thế này. Còn toàn kiểu này ấy nhỉ. Vâng. Hai anh em mình ấy. Chà chà chà. Này anh dùn đã mệt chưa. Ôi trời, cảm giác căng thẳng chứ. Rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Tình hình nó là rất tình hình. Coi như là anh em mình ấy, hôm nay là anh em mình chế cái món này luộc. Trong là bắt đầu thì anh em mình lấy nước chanh. Mình chấm. Nha. Vâng. Nước chanh. Chấm cho nó ngon. Đấy. Tính anh đi đến đâu nó cũng phải xí hàn lên đấy. Vâng. Ờ đấy. Anh là một thợ cơ khí. Ờ đây đến đâu cũng phải như thế thôi. Máy vâng. Đục, máy hàn này. Đấy. Anh nhá. Vâng. Chỗ xấu này anh đi đến đâu cũng thế. Tận Thái Nguyên. Ngay khu trung tâm của Thái Nguyên ấy. Vâng. Ở đấy. Kể cả cái các thứ gì ấy. Các thứ anh là đi thôi. Anh là văn võ song toàn. Ờ, cái đấy là cái giai đoạn đấy là anh không tả được. Vâng. Rìu này. Chú lấy đâu đấy? Rìu của em à? Rìu của chú á? Vâng. Vừa mua à? Vâng. Ngon đấy. Này đi bổ sâu nhỉ? Vâng. Mai đi bổ sâu gỗ đi. Đi. Nhá. Vâng. Đây là anh Lanh Tiểu Phu. Cầm cái rìu của chú lấy lên này cứ giống như là thạch xanh rồi. Em mai em xin đóng vai Lý Thông. À, chú đóng vai là rồng. Rồng chăn đi, chăn tinh đi. Chăn tinh. Ok anh. Ok. Được không? Được luôn. Thạch xanh mà chém được chăn tinh là phải chia anh Phúc cái đầu. Nha. Mai chia anh Phần nhá. Đó. Chia anh Phú nhá. Ok. Ê chà, anh Lanh bổ phát nào ra phát đấy. Ôi cái này nó mộng mà. Ôi ô, nét căng rồi. Căng đét rồi. Căng đét rồi, con này 4 tấn cơ, anh em mình phải làm chỗ ngon nghỉ. Biệt quá. Ôi con này của anh Lanh nuôi toàn cám. Nhưng mà lại trâu xương. Đúng rồi, cái tặng cho nó nhà mình nhé. Ờ, nuôi thế này là được quá tốt rồi. Vâng. Béo này cũng mỏ. Vâng. Ừ. Béo này. Giới thiệu với mọi người, đây là cu em Đê, con của anh Phúc. Lúc nay em đi đâu về đây? Em đi rừng về ạ. Có kiếm được con gì không? Không. Ừ, hôm nay trăng sáng nhỉ? Vâng, hôm nay trăng sáng. Nó bẫy không trả sập. Bẫy không sập, cái nào? Hôm nay đen thật đấy nhỉ. Đen. Hôm nay trăng sáng anh Phúc ạ. Ờ sáng trăng quá đâm ra thì nó không được. Không kiếm được con không gì kiếm vậy? Được con gì? Ừ, hôm nay mà có thêm hai con chuột nữa thì tuyệt vời. Con vịt của cậu Lanh thôi. Đây là anh Phùng Văn Phúc nhá. Đúng rồi. Tính hắn đấy. Tính hắn luôn. Tính hắn đấy. Anh Lanh chặt bỏ đầu luôn à? À chặt lấy cái củ nó để làm cái bột tiết canh. Vào băm viên. À băm viên xong mình xào trước à? Ừ. Này. Thế còn lấy cành không? Nhớ làm cẩn thận nhá. Ừ yên tâm em làm mà. Nhớ làm lúc nào cũng nét và chuẩn chỉnh. Rơi xuống đất xong nhặt lên lại băm tiếp. Đấy. À xong anh còn lấy bộ lông mề không? Lông mề làm gì? Để làm tiết canh. Không,
À cu ơi. Vâng. Cu vô đây. Ủng hộ tí. Ủng hộ tí. Vâng, chế biến cái món làm cái thịt cành đây. Trong này anh Lành đang điên cuồng bạn. con đó này. Bạn ơi. Bạn. Dạ. Bạn ra đây. Sai. Đi liếm thớt của mình luôn nè. Bạn thích quá. Để vuốt cho nó ngậm cả đêm, quên cả mẹ, cả bạn, cả bạn, cả quên cả anh em, cả mẹ. À, ừ, quên cả anh em, cả mẹ. Cậu vừa lấy về hôm qua mà. Vâng. Món tiết canh thì phải có cái nhân của nó. Nhân của nó thì mình làm từ cái củ vịt hoặc là cánh vịt. Còn tí nữa là thêm một vài lá chanh nữa lúc khi ăn ấy thì rất tuyệt vời. Tí mình xào với xả anh nhỉ? Hả? Xào trước đi đúng không? Không, trong phần xả mà. Ừ, mình xào cho nó thật khô, thật giòn đi. Vâng. Thật chín đi trong này mình mới ấy. Nó có vị cháy cháy, nó thơm. Vâng. Mà trước mình phải băm thật kỹ mà. Vâng. Đi ăn lại lòi ra miếng trương bởi giấy răng. Làm một bát thôi nhỉ, cái canh ấy. Cái cánh là một bát to anh ạ. Bát to nhỉ. Lúc này em vào em giám sát anh Lành làm rồi. À thế á. Tử tế. Tròn chỉ và nét. Đúng rồi. Quá chị. Đấy. Ừ. Mình vào có một lúc mà anh Phung đã đánh bay con vịt rồi. Xong rồi. Xong rồi. Quá ngon đi, kem rồi. Đấy. Con vịt của anh Phung này đã mổ xong rồi. Xong rồi. Còn bây mỗi món làm lòng nữa thôi. Anh em mình buộc thôi. Đấy. Xong là anh em mình chiến thôi. Chiến thôi. Rào xào thì phải xào thật cho nó ra hết mỡ đi. Xong thì cho nó cháy cháy vàng đi, xong thì mình để nguội. Nhưng mà riêng mình đừng cho muối. Vì cái canh của mình có muối và tí mình cho một tí mình chín vào. Nguội lúc nào mình cho. Ôi nhìn thích chưa kìa. Vàng ở đấy, đường ở đấy. Này là ngon rồi. Xong rồi. Dâu này là dâu dâu gì? Không phải rau răm. Dâu chẳng rau thơm. Rau thơm. Rau đặc sản ở trên đây. Nào đề phát biểu. Rau gì đây? Rau thơm. Rau thơm. Rau răm. Rau thơm. Nào anh Lánh phát biểu rau gì? Rau thơm. Thơm thơm. Thơm. Rau thơm. Cứ thơm mà được. Đây là chả. Chả. Đây 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 đây. Cái đây là rau răm à? Không phải rau răm đâu. Rau gì đấy? Rau thơm à? Đây rau thơm. Rau thơm à? Cứ thơm đi. Cho vào tiết canh. Rau thơm là rau không bị thối. Đấy không hôi hôi là được. Vâng. Anh Lanh đang đánh tiết canh. Mình phải hết hết nước trên này đi đã. Nước đấy nước bỏ ấy. Nước bỏ đây này. Thứ ba đi. Thứ ba các bạn. Ôi dồi ôi, cái em cho các loại rau thơm gì đấy. Rau thơm đấy. Anh em mùi nó queo cả mũi ơi. Thơm nước mũi. Ồ đấy. Anh nghe tại sao nó mùi mùi rồi. Queo cả mũi ơi. À nó còn ở đồng các bạn. Ôi chà chà, món đặc sản đấy. Ôi mình ở lán mình này mình ăn kiểu này là quá đặc sản rồi, làm gì mà được nữa. Vịt nhà nuôi da. Đây nhà phải họ. Mà tôi đừng mình cả tư quẩy có còn đông không vậy? Em cứ thử xem mà cái nước kia còn vẫn còn được nhiều không? Không đông thì cho tủ đá. Ôi xịn rồi. Ôi tuyệt vời. Càng đẹp càng đẹp. Nhưng mà em nếm thử xem còn mặn muối không? Em cho thêm mặn đâu. Đấy mình phải để lên đây khỏi tí con cún con nó ăn mất. Bây giờ nó đông để chiên thôi. Món này đông ngay anh nhỉ. Ôi rồi ơi căng đét rồi. Ai mà chế cái món đấy nhỉ? Hay đấy nhỉ? Bắc được đấy nhỉ? Bác Phung Văn Phúc. À đấy á. Ôi mà trời chỗ biết chế cái chế của đấy chứ nhỉ? Ôi trượt nhỉ anh em mình. Ôi anh em mình lúc nào cũng nói phải thế. Đây gọi là cốc tình cốc nghĩa. Đây, đây là tình nghĩa đấy. Hết chưa? Hết chưa? Ôi. Cái này là anh đúng rồi. Đúng rồi, anh đang xem video. Được không anh? Các
chú Kiên. Sao quay lại cứ trơn mắt lên thế? Phải thế này nó mới gió. Nó phải từ đấy sang chú xem thử cái nồi mình sủi chưa. Đây này, đây là zoom này anh. Đấy, thấy chưa? Thấy rồi. Đấy, đây là bỏ zoom đấy. Đấy, đu. Anh chà chà cũng đẹp thôi chứ nhỉ. Chú hai. Hả? Chú hai ơi, nhìn mình mà. Nhìn mình à. Được. được đấy. Được đấy. Chú Kiên làm bi. Em không biết hút. Thế à? Cái đàn bà. Đàn bà nữ này, đàn bà nam này. Đàn bà nam. Món này mới là đặc sản này. Chín chưa anh? Chín chưa? Đây, anh thử xem chọc đũa xem. Chọc đũa là được. Được chưa? Được đấy. Mình để ngâm một chút rồi mình ra chẹt luôn anh nhỉ. Đúng, để cho nó chín hẳn đi. Dạ. Cho xả xuống dưới nước đi. Cho. Úi, rồi. Đúng bài. Giống này ăn ít thôi. Mì chính này. Mì chính ăn ít thôi chẳng hạn. Nó giảm trí nhớ. Đúng rồi. Nó ẩm IC. Ẩm bắt IC đấy. Nó ẩm IC. Đang nghe đại địch duỗi ẩm IC thôi. Thôi toang. Toang đấy. đấy. Anh chị ạ. Còn anh Lanh bây giờ đang chuẩn bị pháp trường rồi. Pháp trường. Chú bày ra là thành chiến trường. Bày ra là thành chiến trường. Chà, nặng quá. Với cả đúa đấy. Mà chà đẹp phải hai tay. Tập. Làm anh thì mà hôn hẳn. Cà bếp của người ta. Chà, quá đặc sản. Lòng mê. Thế chú. Vẫn còn có gan đây. Gan. Đấy. Anh Phúc bèm chuyên nghiệp đây, nhỉ. Đúng rồi. Đi làm Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây anh Phúc, đầu bếp 5 sao. Đâu, ớt đâu. Tin viên luôn. Đây rồi, ôm con chó này. Ôm con chó. Thế bắt chủ nó phải ướt không? Hả? Bắt chủ nó phải ướt không? Nó? Đó, kìa nè. Tâu lại à? Về phía anh Lanh thì anh Lanh sẽ đảm nhiệm món nước chấm. Làm phải luôn. Cho tất. Làm một cái cây vào cho nó ngon. Cây ngon. Ai ăn được thì chấm, ai không ăn được thì đâu phải chanh đâu. Thì làm cái khác cho chấm. Với chai cạo, có món vào đây. Quay con buồn quá. Dằm tiết vào này. Đây là nước chấm tiết. Này nó có tiết, nó ngon. Nào có hết đủ. Thế là xong anh nhỉ? Thế là xong. Vịt này đầy mầm. Chuẩn bị chiến thôi. Chiến thôi. Đây, con thử xong. Ôi, nước chấm của anh Lanh đây. Quá tuyệt vời. Anh Lanh rất là tâm lý nhá. Phân bế đi phân miếng ngon mà anh ạ. Anh em mình uống rượu thì ăn xương cũng được. Rõ ràng. Để đây thôi. Đấy. Chào bác chứ cây này sướng chứ kìa. Sướng chứ. Quá chị. Mà em đánh không nói thế nào được. Thế hả? Căng đét luôn. Để anh em này là ngồi làm đi. Đây. Bắt cái món chuẩn chỉ nhất đây. Này nó lên. Cái này là quá chắc. Quá chắc luôn. Quá chắc có ngon nhỉ. Chả biết ai làm nhỉ. Bữa thì cũng đã xong rồi. Bây giờ thì mời anh Phúc này với lại cháu nữa. Thì chú Huy cũng gia đình thôi. Mời chú Huy nữa. Thôi bây giờ thì thế nào nhỉ? Bây giờ là mời chú Huy với em. Thì mấy anh em mình cũng lâu ngày nhưng mà anh em mình cũng đi biết rồi. Chẳng biết mình đi đâu nhưng mà chẳng biết đi đâu. Đây anh em mình biết rồi là coi như là ngồi chúc mừng anh em mình, những người chén rượu cho vui chơi cho mạnh khỏe. Nâng ly thôi. Anh Phúc mời khán giả đi. Đấy anh em mình chiến đấu uống. Xin mời tất cả mọi người nhá. Xin mời tất cả mọi người. Mời nhá. Mời anh em nhá. Đây. Anh em này là về ngủ con vịt 4 tấn.
À, mời các anh nhá. Ngủ đến chết. Không, nó, rượu này rượu ngu thật. À, rượu này rượu ngon đấy. À, ai ăn được phân non ở đấy. Anh em mình cứ chiến tự nhiên mà anh em mình cùng cảnh mày với nhau mà. Ôi, yên tâm. Anh em mình cùng đoàn kết với nhau. Đây. Anh Phúc em tự nhiên đi. Ăn đây vô đi. Vô đây anh em vô đi. Vô đây Anh em nhanh đi. Em vào đây dùng dùng nữa. Nhà này phải trong cái món này cơ, ớt này cơ. Đấy. Ớt chanh. Vô thơm đây. Được rồi. Toàn món đặc sản. Quá ngon. Biết béo à? Có đây này. Công nhận anh em mình ai đấy ăn luôn được ạ. Công nhận anh em mình ai chịu khó hết phải không? Vâng. Đấy thì anh ăn đi. Trước và để làm. Đấy. Xem cảm nhận của con vịt anh Lanh nấu thế nào. Các bạn ạ. Được đấy. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời đấy. Ừ. Em lại phải nuôi tiếp nhá. Ừ. Đây. Con này nó to, con nó chạy nhanh quá, em vụt trượt mấy lần. Còn còn mấy con lại 9 con ở ngoài đường ấy. Hay cả vườn. Ngon không đây? Đấy. Đấy. Anh nhà. Đây tụ tụng về anh em mình cùng ngủ luôn. Đó là đang từ lái màn luôn phải không? Đó. Đấy. Em bảo quay em. Ồ trong nhà. Đây đây. À đây đây. Vâng. Vô đi ngon quá mà bạn. Có rồi đây rồi. Có rồi em ăn này. Vâng. Mình thích nhất là ăn cái món mề. Đấy đúng không? Ừ đấy. Ôi. Ăn thử ngon ạ. Dung dùng quá. Ăn chưa đấy? Dùng đây chú. Đấy đấy ăn được quá. Dùng đấy. Đây em đang ăn đây. Con cú bảo, con bà ấy thì còn bắt theo nữa, ngon. Đấy, quên còn quái rồi. Tạp nát, chẳng tạp. Đấy, em ơi. Đây. Em mời anh. Bác em mình làm chén nhỉ, nó vui nhỉ. Vâng. Ôi trời, làm mệt quá này, quá mệt vợ. Vâng. Đấy. Này là anh Phúc vô vịt là hơi vất vả anh Lanh ạ. Vất vả thật. Đấy. Mà vất vả thì mình phải... Từ cái... bắt đầu tôi ruộng ra anh lấy cái chạm đứa anh đuổi tôi dùng ra bắt đầu cái ruộng ra anh chả mệt quá rồi đúng rồi nó nóng mệt rồi anh mới mệt nữa đấy anh cũng mệt rồi em thấy anh Phúc vô đấy em phải ra hỗ trợ gấp đúng đây không hỗ trợ anh nó chạy vào cái ruộng một lần nữa là thôi vâng anh em mình là com pho cơm pho luôn com pho luôn. Ở cái lò. Còn người kinh gọi là cái gan. Ngon không bí? Có. Bí còn thẹn. Ăn chưa? Làm ơn. Với cháu đi nhá. Ê mẹ. Chúc sức khỏe bác Húc. Bác chị. Đấy. Đúng là chúc em ăn cá kinh vợ mạnh. Mình làm nên, mình đi đến đâu mình chiến đến đấy. Ai nó khỏe cái đó. Anh em mình mà cứ gặp nhau là có Tết. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Đã có gắp cho lắm. Ai dạy chồng chướng quá nhỉ em nhỉ? Sung sướng, sung sướng. Anh em mình nhỉ? Sướng, thế mới là sướng. Nhất là anh em mình nhỉ? Ồ, đấy là người thật, nhật thật. Ồ, nào. Đấy. Đấy. Được chưa? Ngon không em bé? Quá ngon, cũng nhẹ. Em bé còn thẹn. Bà chú ạ. Chú là bác này. Anh em mình bắt đầu khởi động để trao món thức canh. Đây. Đấy. Quá ngon rồi, có món thức canh này. Ui. Ai chào. Đấy thì lâu quá ngon. Quá ngon. Miết đấy, miết canh. Đấy, quá ngon. Em làm cho nha. Đây. Này nó hơi đồng. Mình để lâu quá. Vừa về anh em mình nói chuyện nha nha. Bí chầm quậy. Ít mỡ. Không phải ít mỡ. Lúc đấy mình cho thêm nè. Đấy. Em thích ăn cái nước đấy. Này ngon. Đấy. Ừ, nước này tưởng ngon. Tưởng ai chú lại còn hơn anh nữa. anh cũng thích. Anh thích cái nước luôn. Vâng. Ai chà chà, món đặc sản. Đấy. Ơi chẳng ngon. Rồi, anh Phúc làm miếng xem anh Lanh đánh như nào. Có ngon không? Được. Nào. Nhưng mà dạ. Anh gửi cái miếng này đây nhá. Ok anh. À đấy, việc làm việc của anh nhá. Vâng. Anh nếm thử xem là anh Lanh đánh có ngon đi rồi như nào. Ai chà. Ngon rồi. Nó hơi nhiều nước nhưng mà tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá chịu luôn.
hồi xưa người ta đánh tiết thì em thấy mà nhà này nè. Ờ Huy ơi. Ai? Vâng, cứ để chú ăn. Có em ăn chưa? Để cho anh hết luôn. Nào anh Phúc ăn đi. Đây rửa anh ăn. Anh ăn đây. Vâng. Anh ăn đây. Em làm không ngon thì cứ mà ai làm mới ngon. Đây. Hôm nay anh cho ăn tiết canh cá chưa? Chưa. Hôm nay em làm cho anh ăn. Đâu nào? Hả? Đưa vào ao đi. Hôm nào để em vào ao nha, anh Lanh câu lấy con cá chém nhá. Về đánh tiết luôn. Em đánh tiết cho. Con nó đông, coi như là xiên đạt vào buộc được. Pin nhỉ? Bây giờ mình sẽ làm thử món tiết canh của anh Lanh. Đây. Quá đặc chản đấy chứ. Ngon chưa? Nó có vô thơm mà. Cái rau này chuẩn đấy. Rau này nó có bảo thì nó cái tiết nó khó đông. Rau vâng. Này nó quá nhưng ngon thơm này. Vâng. Rau này nó quá ngon này này. Quá. Hả? Quá chị này. Ngon các bạn ạ. Anh Hùng ơi. Ơi có. Anh em mình phải có anh đây. Chuẩn chỉ một tí đi. Anh em mình chuẩn chỉ luôn. Chúc anh sức mạnh nhá. Đây. Chúc anh luôn có sức mạnh nhá. Đó à. Vâng. Em cũng mà mạnh khỏe mà nhá. Ok anh. Đây ok. Ok. Em xin phép anh Lanh với cháu nhá. Vâng. Hai anh em mình kìa. Vâng. Ở đây. Chúc sức khỏe anh nhá. Rất là chú nhá. Vâng. Ai cha cha rượu ngon. Ở đây bà đi ơi. À, đó, chúng tôi ở cơ đó. Vâng. Anh em nhà mình đang ở cơ đó. Vâng. À, đây con họp đã ăn chơi. Anh nhé, cô bạn chơi. Quên. Bây giờ anh Phúc sẽ hát một bài cho khán giả nghe. Sẽ chủ tài cái bài yêu nhau cởi áo đi là cho nhau về nhà về cha có khỏe. Cho bê qua cổ gió bay mà còn gió bay mà cho bay gió bay nhá. Có lẽ thì bây giờ thì ba bốn anh em thì cũng đang chuẩn bị ăn cơm rồi, một hai ly nữa là quay thì nếu mà quay liên tục cũng nó dài lắm quá. Bây giờ thì xin video hẹn mọi người vào một video gần nhất. Xin chào tất cả mọi người.